Xin kính chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay bạn em cũng là nhiều sản phẩm đẹp nha chị. Anh chị yêu thích món nào anh chị cứ điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn qua Zalo bạn em 0913 nha chị, 330469 0935 nha chị, 245244 nha. Và bên em cũng ship toàn quốc nha chị, bao bể mẹ tất cả các mặt hàng nha. Rồi hôm nay em sẽ làm một cái bộ nha chị, một cái bộ này là bộ tô nha chị, gọi là tô này là gọi là tô trẹt nha chị, tô này là tô trẹt nha, gọi là đấy. Rồi em có số lượng nha chị, số lượng này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chiếc nha chị. Bộ này em có số lượng là 10 chiếc hoa cẩm tú cầu chị, là cái này là hoa cẩm tú cầu nha chị, em có số lượng là 10 chiếc nha. Đấy, và là chị, dĩa là gọi là dĩa sâu lòng, nếu phone là phone tô chẹt nha chị. Đấy, dĩa này là có truyện, cái tô này là có truyện ký đầy đủ nha chị, truyện ký đầy đủ luôn. Đường kính tô 17 nha chị. Đấy, đường kính tô 17. Số lượng 10 chiếc nha chị, đây đẹp, rất là đẹp luôn, ok luôn nha chị, 10 chiếc sang xịn xò luôn. Rồi đây, quá đẹp nha chị nha, quá đẹp. Đường kính hoa cẩm tú cầu, đường kính 17 và cao là 5. 17 nha chị, 17 cao là 5. Rồi cái này em 370k nha chị, bộ 10 chiếc nha, con hộp luôn 370k, chốt cho em mã F1 370k chị, mà F1 bộ này nha, 370 F1. Rồi cái này chị em có ly chú tiểu nha chị. Đấy, ly này là ly chú tiểu, ly này là gọi ly rượu nha chị, ly này có đế chân nha. Đấy, ly này có đế chân, ly này không có truyện nha chị. Đấy, không có truyện chú tiểu vui xuân, hàng vẽ tay 100% luôn, hàng vẽ tay nha chị. Đường kính 4.5 cao là 6 nha chị, đường kính 4.5 cao là 6. Đó, dĩa này em có cái này, ly này em có số lượng 10 chiếc nha chị. Ai 10 chiếc 30k một chiếc nha. Khác nhau, khác đây là bộ đây hả? Em chọc ký cháu như trong, thế mà mua cháu bỏ về. Mã F2 nha chị, mã F2 nha, 30k một chiếc, mã F2. Cái gì nhiều cá. Này là một cái chanh nha chị, bức chanh nha. Chanh nằm trong hộp luôn nha chị nè. Nằm trong hộp luôn con. Đường kính 35 nha chị, đường kính 35, ngang 10 27 nha chị, dài là 35 ha, ngang là 17. Này xung quanh là bằng gỗ nha chị nha, xung quanh là bằng gỗ, ở bên ngoài để mình treo được nha chị nha, ngồi để mình treo được một cái bức tranh của Nhật nha chị. Rồi
Đây, trong này là vẽ một cái hoa hồng. Hoa hồng nha chị. Rồi cái này làm bán 260k. Cái này 260k nha chị nha. 260k mã F3. 260k nha chị. Đấy, F3. Rồi em có bộ này nha chị, bộ này là bộ dĩa xưa nha. Bộ dĩa xưa anh chị vẽ dĩa này oval. Oval nha chị, em có 5 chiếc nha. Họa tiết là vẽ nhà nha chị nha. Mà cái này là dòng xưa oval nha chị, là nó hay nó đây chị nha, nó có vết lỗi dưới chân. Vì là hàng xưa nha chị, những cái dòng này là làm bằng tay nha chị nha. Đấy. Và bộ này em có tổng là 5 chiếc. 5 chiếc này là 200k. Đường kính 16 nha chị, ngang là 12. 5 chiếc 200k nha chị. Chốt cho em 250 chiếc nha. Đấy, 250 chiếc mã F4. 250 chiếc nha chị, mã F4. 200k F4 nha chị. Đây, 200k 5 chiếc F4. Rồi em lên một cái bộ nha chị. Bộ này là một cái bộ tô nha chị. Tô này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, tô này em có số lượng 10 chiếc nha chị. Tô này là tô thủy tinh, rất là đẹp luôn. Đấy, tô này chị, nó bóng mà nó lớn mà nó đẹp luôn. Em có số lượng 9 là 10 chiếc nha chị. 10 chiếc nha. Mỗi chiếc này em bán 25k. Đấy, là anh chị mới chưa qua sử dụng nha anh chị. Tô này là đường kính 18 nha anh chị, và cao là 8. 25k một chiếc anh chị. Đó, em có số lượng 10 tô nha. Đó, cái này là em 25k một chiếc, có số lượng 10 tô mã F5. F5 nha anh chị nha. 25k mã F5. Mà em lên cái bộ này chị, cái này nè. Một cái này là ly nha chị. Ly này là ly sứ xương mỏng như vỏ trứng. Ly sứ xương nha chị, mỏng như vỏ trứng nha. Đây chị nha. Quá là đẹp nha chị, trồng luôn. Chị nhìn thấy nè, hoa lan, hoa gì, hoa dương vị gì đó. Nguyên một nè. Có truyện ký đầy đủ nha chị. Bộ này em có 5 chiếc nè. 5 chiếc. Đấy, 5 chiếc siêu xuất sắc luôn chị. Mỏng như, gọi là cái vỏ trứng sao thì nó giống như cái vỏ trứng vịt của mình đó chị. Mới chưa qua sử dụng luôn nha chị. Mới chưa qua sử dụng luôn. Ly là đường kính 9 nha chị, và cao ly 5.5. 9 cao ly là 5.5 nha chị. Đấy. Ly này là bộ này 5 chiếc nha chị, 250k bộ này nha chị, mã 250. Đó, 250k. Mã F 6 nha chị, 250 mã F6. Khách mới em báo nó cặp bóp ơi. Cặp nhanh cũng xanh gì, cặp đã để ra đánh no rồi nóng vậy nha. Đây này. Một cái dĩa nha chị, cái này là một cái dĩa pha lê. Pha lê nha chị, hàng này là hàng hô ra. Nặng dày nha chị, cái này là nặng dày một phần hơn một phần hai luôn nha chị, một phần hai. Đấy, quá là đẹp luôn. Dĩa này là đường kính dĩa 33 nha chị. Đấy, đường kính dĩa là 33, đường kính dĩa 33 nha. Hơi phôm này là hơi sâu lòng một xíu. Cao dĩa là 5. 33 cao dĩa là 5 nha chị. Rồi cái dĩa này là pha lê rồi. 200k nha chị mã. 200k mã F7. 200k nha chị mã F7 nha.
cũng chưa cho bé đó. 20. Còn chưa là gì? Đang lai mà ổng đi, còn ổng đi mất. Ông đang lai vậy, ông lấy ông xong. Có ai tên gì à? Ông đang lai, ông đi xong. Ông làm những cái chuyện không ai dám làm à. Rồi, một cái dĩa nha chị. Đây, cái dĩa này là dĩa thuận bùm xuôi gió nha chị. Là cái này là không phải là dĩa, mà cái này là cái làm anh chị làm cái dầm trà nè. Đó, thuận bùm xuôi gió. Làm cái dầm trà là ok nha chị. Đây, quá là ok. Dầm trà thuận bùm xuôi gió nha chị. Đường kính là 29 nha chị. 29 cao là 6 nha chị. 29 cao là 6. Gì? Thôi chật quá nè, bắt chỗ đỡ. Thì sắp xếp lại chứ giờ lớn thì rất đây. Bởi đây cũng khúc chuyện lắm rồi. Đấy. Thì giờ dài mới làm chuyện nó không? 29 nha chị, và cao là 5.5. Rồi cái dầm trà nha chị, dầm trà này là 290k. 290k nha chị, mã F8. 290k mã F8. Từ từ đó, dọn ở chỗ đây nè. F8 290. Rồi cái này dĩa, một cái dĩa cá chép nha chị. Dĩa này là dĩa cá chép. Dĩa cá chép nha chị. Đây, dĩa này là đường kính 40.5 nha chị. 40.5 cá chép 40.5, có truyện ký đầy đủ nha chị. Đây, có truyện ký sâu đầy đủ luôn. 40.5. rồi cái dĩa này chị, dĩa này kèm theo kệ gỗ luôn nha chị. Rồi 700k cái dĩa cá chép, 700k nha chị, mã F9. 700k mã F9. Một bộ nha chị, cái này là một cái bộ. Tay tay chân gì đâu á. Một bộ kim loại nha chị, cái này là một cái bộ kim loại gồm có một bình, à một cái bình nha chị, một cái bình. Anh chị nó rất là đẹp luôn nha chị, thích hợp cho kiểu như là những cái món này chị thích hợp cho mình làm, bỏ một cái bàn nha chị, bàn cái này dù là để trên cái chỗ văn phòng anh chị nha. Đó, cái này là một cái muỗng kim loại nha chị. Nó kim loại, trên này là bọc lacquer nha chị. Nói chung là
bằng nhôm hay là bằng sắt hay bằng gì, nói chung là bên chị bằng cái gì em không có biết, nói chung là báo anh chị là kim loại nha. Bộ này em có là một bình 6 xếp trà nha chị, và có 6 cái nĩa nha anh chị. Em có 6 cái nĩa một lúc nha, cái này. Mà cái này em báo chị là nguyên hộp nguyên luôn nha chị, con hộp luôn, nói chung là mới mới 100% luôn nha chị, mới 100% luôn anh chị nè. Đây, mới 100% luôn nha chị. Một bình gồm có 6 xếp trà nha chị, 6 xếp trà. Bình này là tầm bình 2 lít nước nha chị, 2 lít nước 6 xếp. Đây, đường kính dĩa là 16 nha chị, còn ly là đường kính 8, cao ly là 9 nha chị. Đã nguyên một bộ này nha. Rồi, bộ này em bán là với giá là 1.700.000 một bộ này anh chị. 1.700.000 gồm có 5 lộn xin lỗi, gồm có một bình 2 lít nước. Mà anh chị cái này là dưới này bằng thủy tinh nha chị, và trên đất này là bằng nhựa nha chị, 2 lít nước và 6 xếp trà nha chị, 1.700.000 bộ này nha. Mã F10 nha anh chị. Đấy, 1.700.000 mã F10. F10 nha anh chị. Đấy, 1.700.000 mã F10, siêu là xuất sắc luôn anh chị. Đó, cái này anh chị nặng nha, không phải là nhẹ đâu nha anh chị. Cái này là quá nặng luôn. Đấy, nặng nha anh chị. Đấy, 110.000. Lâu lâu 1.700.000. Lâu mấy cái này chắc nó lâu thì nó sạch. 1.700.000 nha chị. Đấy, đấy, mã F10 nha chị. F10 dịu dịu con quay lại làm ở đây cái 6 nghĩa 6 dĩa 6 dĩa 6 nghĩa cô lịch đó là sao rồi, cái nào cô nào mà lâu cho cô là hồn thế bà bôm hàng. Em điện một lần bà thử ra sao, chắc chắn là bà môn rồi đó. Nhưng mà em nhắn tin cho nó thỏa mãn đi, để người ta chỉ biết lớn rồi mà làm ăn hóc, lớn rồi mà ác nhơn, lớn rồi mà để có đức cho thầy ác nhơn quá ác, tạo nghiệp thêm. Rồi, bộ này chị, bộ này em có số lượng dán keo lại, lấy cái ấy dán tên lại cứ một cái bỏ đầy cho hết. Bộ này em có 4 dĩa sâu lồng nha chị, 4 dĩa sâu lồng nha. Đường kính 19 năm. Một cái cho nó hết dồn luôn rõ rồi. Cao là 4 nha chị. Cao là 4 nha. Đó, em có tổng là 4 chiếc anh chị, tổng là 4 chiếc, mà cái này là hàng hô ra nha chị. Đấy, 40k một chiếc nha chị, em có tổng là 4 chiếc 160k. 160k anh chị, mã F11. F11. Rồi, một cái xô nha chị, cái này có một cái xô đá nha chị. Một xô đá. Đường kính là 12 nha chị, và cao là 13 năm. 12 cao 13 năm anh chị, bỏ vào thang luôn, bỏ trên rồi. Rồi, cái này chị viên là cái xô đá này chị nha, trên này là nó có kim ở kiểu như là một cái này, trên này là kim loại và dưới này là anh chị có truyền nha. Đây là hàng hô gia. À, này là hàng hô gia của Hoa của Nhật nha chị. Này hàng Hoa của Nhật nha. Đó, Made in Japan của Nhật. Rồi, một cái xô đá chị, viền là viền vàng toàn bộ luôn nha chị. Viền vàng toàn bộ, đường kính 13 và cao 22 nha chị. Rồi, cái xô đá này là 130k nặng nha chị. 130k. Rồi, chút luôn, không bỏ vào khay. Rồi, con lấy khay, con lấy cái chân con cà cho chỗ đó cho nó sạch rồi đó. Ông xong, ông lấy muối, ông xong vậy.
giờ cái nhà nó chín 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 lên nhức nhức. Rồi, cái này em có số lượng 5 chiếc nha chị. Đó kẹt tiền không? Đứa nào kẹt con? Đứa nào kẹt tiền thì hỏi nha. Đúng không? Đứa nào kẹt tiền hỏi, vừa là mày kẹt tiền, con kẹt tiền hỏi. Rồi nha chị, cái này là viền sô-cô-la, viền vàng nha chị. Viền vàng cái này là rất là đẹp nha chị, chén này mê luôn. Đấy, chén này là dòng bon nha chị, dòng chén cao cấp nha. Men của nó là ok chị, lâu lâu nó mới có được bộ nha chị. Viền là viền vàng nha, viền vàng nói chung là mới, độ mới 90%. Độ mới 90% nha chị, mới. Viền vàng ok hết luôn, dòng này là dòng bon. Đấy, cái này em có tổng là 4 chiếc, 5 chiếc nha chị, đường kính 12 và cao chén là 5. 5 chiếc nha chị. Rồi, 5 chiếc này là 190k 5 chiếc. 190k 5 chiếc nha chị, mã F13. 190k nha chị, mã F13 nha. F13 190k. Cái này nó nhọt nhọt chỗ này. Thì cái chân lấy muối, lấy xong lấy muối còn nó tốt. Tôi đã đang sợ sợ la mà sạch tí mùi mỡ, tôi là không có nốt là không được. Tôi thích là không làm à, vừa đi lấy hàng vừa la của mình. Sáng hỏi cái mấy kia để làm gì, ông nói massage chân. Tôi hỏi hồi nãy rồi có cái massage vú ông nói có. Rồi em có 5 chiếc nha chị. 5 chiếc này là mà hơi sâu lòng một xíu nha chị. 5 chiếc này hơi sâu lòng một xíu đó. Và cái này chị, này là có truyền ký đầy đủ nha chị, dòng lam. Dòng lam mà chị, cái này là lam lam ngũ sắc anh chị. Đấy, mà chuyện ký thì ok hết toàn bộ nha anh chị. Rất là ok, đẹp luôn. Viên à? Ai? Đường kính 17 nha anh chị, em có 5 chiếc nha. Đường kính 17. Cao 4 nha chị, 17 cao là 4. À, em có tổng là 5 chiếc nha chị. Rồi cái này là 200k bộ này nha chị, 200k. 200k mã F14. 200 nha chị, F14 nha. À, 5 chiếc 200k F14. Rồi, cái bộ này là một cái bộ ngũ sắc nha chị. Ngũ sắc Imari thôi. Ngũ sắc Imari vô. Không, Imari. Rồi, cái này em có một cái bộ dĩa gồm có 4 dĩa nha chị. Đấy, 4 dĩa viền là viền vàng nha. Đấy, 4 dĩa viền vàng. Xuất sắc luôn anh chị. Chuyện là... Chẳng nghĩ nó là cho xuống trước á. Tiếp đi về cái đó nè. Đường kính 19 nha anh chị. Đấy, đường kính 19 nha. Giữa những sách mà nhìn nó giống giống Imari. Đó, chuyện là chuyện Imari, chuyện vàng Imari. Đó, cái này em có 4 dĩa nha anh chị, 4 dĩa Imari nè nha. Đường kính 19. Đó, cái này là Imari nha anh chị nha. Chuyện là chuyện Imari. Quá đẹp luôn nha, tuyệt tuyệt chiêu luôn. Rồi 4 chiếc. Rồi 4 chiếc nha chị, 4 chiếc này là Rồi 350k nha chị, bộ này 4 chiếc 350k. Mã F15.
4 chiếc 350k nha chị, F15 nha. Quá là xuất sắc luôn. F15 350k 4 chiếc. Quá là đẹp nha chị. Rồi em lên một cái bộ này nha chị nha. Bộ này là gồm có, anh mở tủ ra, trong này nó có một cái bình trà này. Bình trà dưới 5 cái chén giống cái phone này nữa nè. Giống cái phone này luôn. Rồi bộ này chị, bộ này em có một cái, chị gọi là một cái này là anh chị làm cái dầm trà nha. Đây dầm trà. Rồi với là 5 cái dĩa con, 5 cái dĩa con họa tiết là vẽ một cái sơn thủy nha chị, 5 cái đĩa con. Rồi là một cái bình nha chị, cái này là một cái bình rót nha. Đây là một cái bình rót nguyên luôn nha chị, đấy nguyên bộ này. 5 cái dĩa con một bình rót. Mình nằm dài nha chị, đấy nằm như thế này. Đấy, 1. Anh lấy giùm em, tao nguyên bộ này. Đây này, đây này. Giống như một cái bình trà 5 cái chén. Ủa? Một cái bình trà 5 cái chén. Có trong đó. Đường kính 17 nha chị, cái dầm trà này đường kính 17 nha, dòng Cutani. Rồi cái này là một cái bình rót anh chị, đây, một cái bình rót nha. 5 cái này. 5 cái dĩa nha anh chị, đấy, 5 cái dĩa. Và em sẽ có một cái bình trà nha chị, một bình trà và 5 cái chén là nguyên bộ của này luôn đó, nguyên bộ luôn nha chị, đây nguyên bộ luôn, hết luôn. 5 cái chén con chị họa tiết là vẽ lập à, cái bình này là lập, này là lập tổ ong dòng Cutani nha chị, đây bình này là không có truyền nha chị, không có truyền, mới chưa qua sử dụng đấy. 5 cái chén nha chị, chén này là gọi là chén ăn cơm nha chị, đấy, nó là chén ăn cơm. Tổng là chị lấy một cái máy ra luôn, hết luôn nha chị, đấy. Đường kính 12, dung tích bình trà này là lọc tổ ong 350ml, hết luôn nha chị, hết cái bộ này luôn là 450k nha chị, đấy, 450k nguyên cái chén, cả dầm trà, cả bình rót, cả hũ, 5 cái chén cơm và 5 cái dĩa, hết luôn 450k. Dòng này là dòng Cutani nha anh chị nha. Đấy, nguyên cái bộ này là dòng Cutani. Vẽ bút lam. Đấy là 450k bộ này nha anh chị. Đấy, nguyên nguyên bộ luôn nè. Đấy, chốt giùm em mã F16. 450k nha chị, mã F16 nha. Đấy, nguyên bộ luôn. F16 450k. Đấy, nguyên bộ. Cái này đúng là nó có hộp nha chị mà. Kiểu như quá trình nó bị rách hộp mất. Đấy, 450k F16 bộ này. Còn anh chị, cái này em có một bình nha chị, đấy. Ờ, cái này là cái bộ này là bộ hạt nha chị, bộ hạt nha. Một bình gồm có 4 chung thôi. Một bình gồm có 4 chung cũng có truyền nha chị. Đấy, truyền nè. Cái này là vẽ hạt vàng. Vẽ hạt vàng nha chị, đây. Và viền là viền, cũng là viền vàng luôn nha chị. Vẽ hạt vàng, viền vàng luôn. Bộ này là một bình gồm có 4 chung, xuất sắc đẹp luôn. Rồi. Đường kính 4.5 nha chị, và cao 3 nha chị, 13 nha, miệng là 4.5, cao là 13. Đấy, bộ này là một bình gồm có 4 chung là quá đẹp luôn nha chị, quá đẹp luôn. Rồi 250k bộ này nha chị, 250 bộ này nha, nguyên bộ 250.
Bộ này là bộ hạt nha chị, gọi là hạt mà vẽ vàng toàn bộ anh chị nha. Lacquer vàng mà có truyền nó mới đẹp luôn. 250k F17. 250 F17. Rồi em xin phép chào quý cô chú nha anh chị.